Vitamin C, hay còn được gọi là axit ascorbic, là một trong những vitamin thiết yếu cho cơ thể mà không thể tự sản xuất được. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh lý và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật của vitamin C đối với sức khỏe. 1. Tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch nó giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ trong việc phục hồi nhanh hơn sau khi mắc bệnh. Đặc biệt, vitamin C còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, một yếu tố có thể dẫn đến bệnh tật. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc tiêu thụ đủ vitamin C có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Vitamin C giúp hạ mức cholesterol xấu LDL và tăng cường lưu thông máu, từ đó giúp bảo vệ động mạch và giảm nguy cơ cao huyết áp. Bổ sung đủ vitamin C có thể hỗ trợ trong việc giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. 3. Hỗ trợ sức khỏe làn da. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, một loại protein cần thiết để duy trì cấu trúc da, tóc và móng. Bổ sung đủ vitamin C giúp da trở nên săn chắc tươi trẻ và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và da chảy xệ. Ngoài ra, vitamin C còn giúp làm mờ các vết thâm nám và tổn thương da do tia UV gây ra. 4. Tăng cường sức khỏe xương khớp. Vitamin C có vai trò hỗ trợ sản xuất collagen, một thành phần thiết yếu của sụn, gân và xương. Việc bổ sung vitamin C đúng cách có thể giúp phòng ngừa và giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, đồng thời cải thiện sức khỏe xương khớp giảm nguy cơ loãng xương khi về già. 5. Hỗ trợ hấp thu sắt. Vitamin C giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm, đặc biệt là sắt từ nguồn thực vật. Việc này rất quan trọng đối với những người bị thiếu máu hoặc những người ăn chay, bởi vitamin C giúp cải thiện khả năng hấp thu sắt, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu và các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng